Và bây giờ là thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng ngã nghiêng không ngưng cười. Đẹp trai được thời trang sạch sẽ. Em tên gì em? Dạ em tên là Tuấn Kiệt. Em rất là ưa nhìn. Tuấn Kiệt, dạ. Bạn có chuẩn bị đạo cụ hay không? À, dạ có ạ. Rồi, dạ. Mời bạn. Và 60 giây bắt đầu. Ôi, 20 mấy năm làm vũ em, ta chưa bao giờ thấy một đứa nhỏ nào nó lì như cái thằng nhỏ này. Con ơi, 2 tiếng mấy đồng hồ ta ru con, sao con khóc hoài vậy? 2 tháng tuổi rồi chứ có phải mới đẻ nữa đâu. Trăn trở điều gì nói ta nghe đi con. Ta nghe rõ rồi, con nói ê, ê, ê. Ta không hiểu, nhưng không sao không sao. Kinh nghiệm 10 năm làm vũ em, ta có cuốn sách dạy tiếng khóc. Con thấy ta có tâm với con ghê hùng. Giờ cuốn sách này, ta sẽ dạy được tiếng của con. Để ta coi, 2 tiếng mấy đồng hồ, chắc có nhiều trăn trở lắm con nhỉ. À, có rồi, con nói là... Nín đi bà để tôi ngủ. Trời đất ơi, trời đất ơi, con ơi, ôi đớn đau trong lòng à, con làm ta, con làm ta đau đớn. Quá. Chịu. Trời ơi lo, nhìn lên thấy còn có 5 giây nữa. Ôi. Đã đứng lên hát cái câu hay luôn. Mà chốt cái cứ cuối cùng chịu. Cười ha hả. Tôi sợ bạn học, tại vì sao không? Tôi cưng cái giọng nói đó. Cái giọng nói đó là cái giọng nói đó là phải có nghiên cứu, phải mê tuồng, mê tích rồi mới bắt đầu nói được như vậy. Rồi cũng có thái độ, cũng lật qua, cũng lật lại. Ta không hiểu. Xong rồi cái cũng này nọ. Cái bắt đầu thấy chưa cười, tại nó chưa có đủ đô, hiểu không? Mình cần cái gì đó chỉ còn chút xíu thôi. Trời ơi, mai quá, phút 89. Không là cái làm ta đau đớn. Quá. Vô. Bạn đang chiến thắng được 2 triệu tại vòng 1. Và vòng 2 giải thưởng là 10 triệu. Nhưng độ khó sẽ tăng lên và bạn có khả năng sẽ mất 2 triệu ban đầu. Bạn đi tiếp hay ngừng lại? Cho em nói một chút được không ạ? Được. Dạ, mục đích em tham gia cuộc thi này là bởi vì em rất là yêu thích nghệ thuật kịch, đặc biệt là kịch và sân khấu. Nhưng mà em không tìm được cho mình một cái cơ hội. Năm nay em 25 tuổi, tức là tính tới nay em đã tham gia rất là nhiều những cuộc thi, nhưng mà chắc là cái nghề nó không chọn mình. Cho nên là cứ tới những cái ngày thi, một là em bị bệnh, hai là gia đình có chuyện, và ba là một cái lý do nào đó mà em không tham gia được. Thậm chí với thách thức danh hài, cả vòng casting trước đó em bị mất tiếng, em không tham gia được. Em nghĩ là chắc mình không hợp với cái nghề này thiệt. Nhưng mà em thấy vô lý lắm, tại vì em dành hết cái tình cảm của mình cho cái nghệ thuật này thì không có lý do gì mà em phải từ bỏ hết. Cho nên là em quyết định là sống chết với nó, và em ngày hôm nay em đến đây. Cho nên là nếu anh chị hỏi em là có đi tiếp hay không thì em sẽ trả lời là em sẽ đi tiếp cho tới khi không làm được cho hai anh chị cười thì thôi. Chứ tiền đối với em không quan trọng. Quyết định đi tiếp. Cho nên là em sẽ đi tiếp. Hãy cố gắng giành lấy 10 triệu từ hai danh hài. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ồ, có người bị tai nạn. Nguy hiểm quá. Chắc là phải gọi điện nhờ người lớn cứu mới được. Alo, chị taxi hả chị taxi? Chị taxi ơi, em không phải chị Diệp Hương. Dạ, chắc tại giờ này Sài Gòn mưa nhiều nên dạo mai nó cũng chảy vậy đó chị. Chị taxi ơi, chị taxi, em không có làm phiền chị như chị Diệp Hương đâu. Nhưng mà hôm nay giờ em tắt máy cái chị gọi là giùm em được không chị taxi? Tại điện thoại em hết tiền rồi, em cảm ơn nha chị taxi. Alo, chị taxi ơi, chị taxi. Bây giờ em gặp một cái người bị tai nạn nguy hiểm lắm chị taxi ơi. Hay là bây giờ chị gọi giùm em một chiếc taxi tới đây. Mà má em dặn không có được đi hãng của chị. Tại vì hãng của chị mắc quá, chị gọi giùm em một cái hãng khác được không chị taxi? Đã nở nụ cười. Và bạn đã có 10 triệu. Quá điên. Ôi chị, quá điên. Lúc mà em vừa mới cất lên chị taxi á, chị lại lo nữa. Chị nói một là em phải làm giống chị cực kỳ. Không á là tại rất là nhiều người giả chị tiết mục này rồi. Chị thiệt là lo. Và cuối cùng chị nói, em nói em không phải chị. Tại vì mùa mưa nó chảy, thường mùa mưa lạnh nó săn lên, mà em lại nói mùa mưa nó chảy, nó tào lao, chịu không nổi. Trời đất ơi. Mà hiểu không, lần sau á
đã nhái rồi, nhái cho tới chứ mà nhựa như bả luôn kiểu mà chị taxi à, chị taxi mà cái miệng y như chị Phương thì cái hiệu quả nó sẽ còn tăng hơn nữa. Nhưng cái câu chuyện của bạn, cái điểm chốt hạ là cái chuyện mà bạn vô duyên tới một cái mức không chấp nhận được. Má em dặn luôn là má dặn không được đi hãng chị, tại hãng mắc gọi giùm em chiếc hãng khác. Duyên chịu 10 triệu tiếp. Tuấn Kiệt, anh chàng với quyết tâm trình diễn hết mình trên sân khấu, liệu có chùng bước trước giải thưởng 10 triệu? Đừng rời mắt khỏi màn hình, chương trình sẽ quay lại sau ít phút nữa. Em đi tiếp. Và bạn quyết định thì tiếp. Đang có tình cảm rồi, được rồi đó. Tự tin, bình tĩnh và 60 giây bắt đầu. Alo, chị taxi ơi, chị taxi ơi. Sao em nói chuyện xã giao với chị mà chị đòi xã giao vô mặt em vậy chị taxi? Chị taxi ơi, chị taxi. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Chị taxi ơi, chị taxi. Sao chị... Tắt máy em. Chị taxi tắt máy rồi. Chắc là chú tới số rồi. Kiệt ơi, dạ. Hiện giờ em đang cho tụi chị giống như là chích thuốc mê mà chích từ từ. 20 triệu lên 40 triệu chắc là tụi chị phải gồng lại, dạ. Cho nên hãy giữ thần thái này, cách diễn này để làm tiếp tục. Vì chị rất rất là thích cái phong cách diễn của em, thật từ tốt, dạ. Kiệt ơi, như vậy bạn đồng ý dừng ở mức 20 triệu hay bạn sẽ tiếp tục chinh phục vòng 4 với giải thưởng là 40 triệu? À, em nói ngay từ ban đầu rồi, em sẽ đi tiếp. Rồi. Và đi tiếp. 60 giây bắt đầu. Hey, tội nghiệp chú quá hà. Nhưng mà này là giúp lớp trẻ góp ý nè. Ví dụ người ta biết hôm nay là người ta bị thương ấy, người ta ra đường lớn người ta nằm, hiểu không? Chứ còn vô đường nhỏ lỡ gặp đứa như con là một đứa bé. Con rất là ngoan, con mới cứu được chú. Thành ra là chú ra đường lớn chú nằm. Mà gì nè, má con có dạy, sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì chú biết không? Hả, chú không biết đâu, để con trả lời luôn cho. Để gió cuốn đi, nó là vậy đó. Thành ra là bao nhiêu lòng thành của con là từ nãy giờ là gió cuốn đi hết trơn trọi rồi. Lừa hay lừa lọc, thằng này lừa lọc, hay lừa lọc. Khen đó em, khen đó, khen đó. Thì em diễn á, nó cảm giác là chị không có dùng cái từ của Thành là gọi là sạch sẽ hay gì, mà chị nhìn vô chị như chị thấy cái nghề của chị nó bước lên một cấp. Có nghĩa là dùng ngôn ngữ, dùng hình ảnh, dùng biểu cảm, dùng cái lực nội tâm. Không có mặn đồ thấy ghê, vẽ mặt chấm lên chấm vẽ tùm lum tà la, không ai nhìn ra mình hết. Mà em được có một cái là em bị gì đâu, em có một cái nước da ăn ảnh, nhìn nó sang, nó sáng. Hiểu không? Lại một lần nữa, anh nói với em cái điều này. Số phận á, nó không phụ em, mà đang thách thức em. Đó là gì? Là ngày hôm nay, khi em đứng đây 4 lần liên tiếp làm trong vòng tích tắc, em chọc hai danh hài cười rần. Nếu em đủ tự tin, em lấy luôn 100 triệu. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Em sẽ dừng lại tại đây. Và xin chúc mừng Tuấn Kiệt với giải thưởng 40 triệu đồng. Bạn đã chiến thắng vàng rồi, thắng cuộc trận rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Xúc động quá rồi, xúc động quá rồi. Anh nói cho em nghe, dạ. Ngày hôm nay em cho mọi người thấy rằng là hài kịch sang trọng nó là phải như thế. Nó chỉ cần đơn giản và nó mang đến cho người ta tiếng cười bằng trí tuệ, bằng cái biểu cảm, bằng cái thần thái của em thôi. Và anh hy vọng là em sẽ giữ được cái phong cách hài này, giữ nó và hãy đường đường chính chính bước vào cái lĩnh vực này nếu em đam mê nó nhiều như vậy. Làm ơn
cho anh được gặp em ở một sân khấu nào đó. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng ngạc nhiên không ngừng cười. Lo quá hả? Dạ. Thở vào, thở quá thở. À, bạn ơi. Dạ. Hôm nay trở lại đây với tinh thần như thế nào? Lần trước khi em diễn xong á thì em về em có suy nghĩ, thì em thấy lần trước hình như diễn hơi buồn. Nó bị thiếu năng lượng, em nghĩ là em có thể làm được nhiều hơn như vậy nữa. Cho nên lần này em sẽ mang thật nhiều năng lượng tới, ít nhất là tại vì đây là vòng gala mà gần Tết nữa, cho nên là sẽ vui hơn một chút xíu và em sẽ tận hưởng cái sân khấu này. Đúng vậy. Em tới đây với một tinh thần đã xác định là gala có nghĩa là gặp lại, đã có rồi, bây giờ coi lại phải lợi hại hơn xưa nha. Quan trọng là vẫn thần thái đó, vẫn bộ đồ sang, đẹp. Và quan trọng với anh Thành là sạch sẽ. Bây giờ mời cậu nhập cuộc. Vòng 1, thời gian 60 giây bắt đầu. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình Làm thế nào để trở thành người tốt. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn làm thế nào để trở thành người tốt với 3 món vật. Món vật đầu tiên là một trái chuối. Tại sao chúng ta phải đem chuối theo bên mình? Là tại vì khi mà chúng ta cứu người, chúng ta cứu hoài cũng được. Mấy bạn làm ơn đem trái chuối ra bỏ bụng người đó giùm tôi. Để làm gì? Để khi mà người ta có đợi chờ người khác tới cứu đó thì đói bụng có thể lấy chuối ra mà ăn. Còn nếu như mà người ta không thể, coi như đợi không được nữa thì coi như thủ tục cũng xong. Các bạn biết rồi, khi mà trời kêu say you do thì chúng ta phải nói ổng là my everything. Chúng ta không thể nói ước gì mà chúng ta phải đi về nơi xa và trở thành người về từ lòng đất. Nói tóm lại là ai trời kêu ai nấy dạ. Nếu mà chúng ta bỏ chuối vô rồi mà họ vẫn không có gì xảy ra thì làm ơn quay trở lại lấy cho chuối về ăn, tập gym cho nó khỏe giùm tôi. Rồi, nói tóm lại đó là bạn của người danh hài Tiến Hành đã nở được cười và bạn đã vượt qua vòng 4. Giỏi. Dễ thương quá em. Hồi nãy em á, em lừa tâm lý người ta hay lắm. Em mang ra trái chuối nó cũng liên quan tới trái đất này hết trơn. Rồi cái trái chuối đó sau khi em để vô bụng là tôi muốn xỉu rồi. Nhưng em lừa người ta, em không cúng liền. Để đó cho người ta chờ người tới cúng. Không có cái gì ăn, người ta biết bò trái chuối người ta ăn. Đó là một cái phương pháp đánh lừa. Lừa xong lát mới vòng ngược lại, cứu không kịp để dằn bụng luôn. Nhưng mà cái cuối cùng em vòng lại nữa. Thí dụ mà cuối cùng người ta xong rồi không cứu được nữa, thôi lấy trái chuối đem về ăn, tập gym luôn. Thông minh, lịch sự, sang trọng, vi diệu. Kiệt ơi. Dạ. Vẫn là thông thái, chị yêu thích em nha, cho nên em mới lấy được 40 triệu của chị. Bây giờ em quay lại, em vẫn đỉnh đạt, em vẫn hiền lành, em vẫn khiêm tốn. Và khi em bước vào cuộc rồi là em bất chấp. Chị thích những cái người diễn viên như vậy, yêu mến em quá cho nên em đã thoát thân được vòng 1. Mời em bước vào vòng 2. Dạ. Kiệt, hãy sẵn sàng bước vào vòng 2. Vòng 2 60 giây bắt đầu. Và mẫu vật thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là một hộp cơm. Nói đến đây tự nhiên tôi nhớ đến một ca khúc. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em, những năm tháng yêu nhau giá vờ. Tại sao tôi lại hát bài hát này? Đó là bởi vì khi tôi quay ra làm sao tự nhiên tôi thấy anh Ngô Tuấn Huy, tôi nhớ bài này tôi hát vậy thôi chứ không ý nghĩa gì sâu xa liên quan tới đấy trong đó. Nói về hộp cơm, khi mà chúng ta cho cơm thì chúng ta phải có quyền lực ở trong đó. Tôi ví dụ, các bạn tới gặp người đây, các bạn cho cơm, các bạn phải cầm lên, đỉnh cao lên giùm tôi. Trên tay tôi chỉ còn cầm một hộp cơm. Người tôi gọi tên làm ơn lên đây lấy cơm về ăn. Người tôi không gọi tên ngay lập tức đi ra tiệm cơm Bình Dân mua giùm tôi hộp cơm 20 ngàn, nhớ xin thêm bọc cơm, thêm bọc canh và hai trái chuối. Ai cho chúng ta sẽ được ăn cơm đây? Bạn. Nhiều người quá, thôi không cho nữa, đi về. Chúc mừng bạn. Tào lao, cầm một cơm chảnh chẽ như là ông tiên xuống bàn phá, làm cho cố ra mua hộp cơm xin bịch canh nữa mới có duyên. Ai, không, nhiều quá, không cho, đi về. Quẹo phải. Hồi xưa em biết không, khi mà anh mới vào nghề, anh cũng như tụi em, anh mê cái những cái điều mà sáng tạo, mà người ta nói người ta làm được, mình phải làm cái gì người ta không làm được, là mình phải chế rằng bài dài. Ví dụ như là trong cái tuần dạy rễ trước đi ha, anh đi từ cấp độ lên dần. Cái dạy rễ anh nói là mày có biết cái người mày phải học hỏi là ai không? Là ông cứu nội vợ mày. Có nghĩa là ba của ba của ba.
Ba của ba của ba là một người rất là tài ba, là bởi vì ông đã buôn ba trước bao nhiêu sóng gió phong ba để ông nuôi ba của ba. Và vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba, đứng hàng thứ ba trong việc cung cấp bia ba số ba cho quán ba. Đó, có như là mình phải nhồi, mình học, mình nhét, mình làm sao mà mình nói ra một cái đoạn mà nó dài như vậy mà rõ từng chữ, thần thái mình cũng phải đầy đủ. Thì anh đã là người trải qua những cái điều đó, anh mê những cái điều đó. Đến ngày hôm nay anh thấy em nói như cái máy vậy đó, anh thích lắm. Tại vì cái đó nó không phải là tự động có, nó là luyện tập. Cho nên cảm ơn em đã tập luyện cái nghề của mình. Mình yêu là mình phải làm cho hết mình, thì biết em có tâm. Cho nên anh chị nói hết bằng tấm lòng rồi, nghe đã rồi, thoải mái tâm lý rồi, bước vô vòng 3 đi kìa. Và 60 giây bắt đầu. Má, trong nhà có hai anh em mà, con với anh Huy. Mà anh Huy xin tiền thì má cho, con xin má có 150 triệu má đồng diễn 5 phút má mới cho. Con cũng biết rồi. Bởi vì con chỉ là một đứa con rơi ngoài gốc mẹ gốc Minh, được má đem về nuôi cho tới bây giờ. Nên làm sao tránh được chuyện so bì. Mà ông tin đó, bây giờ mới ra ngoài chợ mới coi người ta gặp má hả? Một tiếng má thằng Quy, hai tiếng má thằng Quy. Nghe ngọt quá. Chưa. Còn khúc sau, còn khúc sau. Diễn tiếp luôn. Bây bây giờ em đã xuất sắc vượt qua rồi. Hát sao tặng chị. Mà má còn đi khoe khoang với bà con lối xóm, thằng ca sĩ Ngô Kiên Quỳ nó hát hay vô cùng. Sau xưa má ông đặt tôi là con rơi con rớt, cái me cái mất thì Trấn Thành gì đi cho nó dễ phân biệt. Không có gì đâu mà chia sớt cho đồng, bởi con hai dòng nên bên trọng bên khinh. Hay nè cậu ba, sao cậu ba lại nghĩ ra một bài ca hay quá, để cho má hương bên trọng bên kinh, cho mọi người biết đến hai đứa con tên Quy tên Thành. Dễ thương quá. Làm sao mà có thể kết hợp được một bài ca trong đó có ý hài, rồi nhét hết hai ba con người vô trong. Không lẽ ngày mai anh phải cảm ơn người sinh ra em để kêu má Kiệt. Hai triệu. Hai triệu. Và thời gian vòng 4 60 giây bắt đầu. Dạ xin chào tất cả các bạn, em xin phép, tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Lương Mạnh Cải, là anh em họ của nam diễn viên Lương Mạnh Hải. Nhưng để gọi cho nó tay, người ta thường gọi tên trước họ sau, cho nên các bạn có thể gọi tôi vắn tắt là Cải Lương. Và ngày hôm nay tôi xin được phép giới thiệu với các bạn một sáng tác mới của tôi, một ca khúc mà tôi phổ từ nhạc rock qua nhạc dân ca, mời các bạn thưởng thức. Đẹp. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi chở rồng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi bè. Em chết sống bên chị trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em, đồ mi son đất son đồ son bẹt bẹt. Hát tiếp đi còn không? Duyên dáng. Trời ơi em, hồi xưa tôi chế cái còn thương rau đắng mọc sau hè sang điệu Tây Nguyên. Rồi bây giờ ông đi ngược lại, ông chế cái bài rock Tây Nguyên qua cải lương. Hát cho chị nghe bài đó đi. Hả? Chị năn nỉ em. Em em cứ coi chị ít coi em lắm Thành. Cái chị nghe tặng chị đi. Tặng chị cái Thành. Cái bài đó, cái bản gốc đây là nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khói đốn đồng để ngâm ngùi, chim nhớ lá rừng. Thấy không? Còn giờ nó qua điệu Tây Nguyên thì nó phải là nắng hạ đi,
mây trôi lang thang để khờ bu na mây trôi lang thang để cầm gùi chim kêu là rừng chim kêu là rừng chim kêu là rừng chim kêu là rừng. Ai mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần mới cậu ngồi mẹ nhổ tất sâu ơi chị em tóc bạc như nhau tóc bạc như nhau mẹ nhổ một cọng hai cọng ba cọng mẹ bước sạch đầu. cho em nói một chút ạ, là em đi coi cái hôm đó anh diễn cho nên em mới đổi cái bài này qua đó ạ. Cảm ơn em. Em ơi, em làm một chuyện quá tuyệt vời. Đúng vậy. Đây là món quà của tôi. Khi em lấy tôi ra làm nguồn cảm hứng, đối với tôi đó là một sự vinh dự. Cảm ơn em rất nhiều. Giỏi quá rồi. Dễ thương quá. Ban giám khảo cưng quá rồi. Cưng xã quá. Là hát 8.000 tuồng để đối với em rồi. Ờ. Vậy thì chúng làm ta bước vào vòng 5, dòng 5 làm nha. Luôn, làm. Liệu thí sinh Tuấn Kiệt có vượt qua được vòng 5 và giành giải thưởng cao nhất 150 triệu đồng hay không? Chúng ta sẽ biết được kết quả sau ít phút nữa. Rồi, sẵn sàng, thời gian 60 giây. Bắt đầu. Còn cái cổ vật thứ ba, tôi xin lỗi, còn cái sự vật thứ ba, đó chính là cái khăn này. Cái khăn này nó mới ghê này. Cái khăn này nói về lòng tốt, nó thể hiện sự nhẹ nhàng, sự tinh tế. Các bạn biết rồi, người xưa có câu là thi ân bất cầu báo, tức là làm việc ơn thì không cần trả ơn. Nhưng mà gặp cái dòng mà giỡn mặt, mà cái dòng mà coi như là làm ơn mắc quán, làm ơn lấy cái khăn này xiết cổ nó giùm tôi. Còn nếu không đó, là khi chúng ta phát hiện là chúng ta đã giúp đỡ rồi mà chúng ta giúp tầm bậy, làm ơn lấy cái khăn này xếp cái quần đội đầu bỏ trốn giùm tôi. Nói tóm lại, với cái khăn này, các bạn đã nghe Phương Mỹ Chi với Trấn Thành hát rồi. Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa. Xin lỗi, tôi hát lộn đoạn. Nó chính xác là hát như vậy. Một người dưng, đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào muốn trả ơn. Cho nên, đứa nào mà giỡn mặt không cần giúp, cầm cái khăn này xiết cổ nó cho xong để cuộc đời nó nhẹ dạ. Hết vậy rồi, thôi. Yeah. Kiệt. Yeah. Gà phải càng ngày càng đậm, ha, thì nó mới nhấn nó. Em càng ngày đi tới đích mà. Đáng lẽ để cái khăn đầu chai chuối sao? Chai chuối sao? Cái chuối là cái ít ai nghĩ ra được. Tại sao? Tại sao chọn tiết mục này? Tại vì em không nghĩ là em đi sâu được tới như vậy. Cho nên lúc mà hết vòng 4 thì em hết bài rồi em phải quay lại cái tiết phẩm đầu tiên. Em biết sao? Cái uổng là gì nè. Em không có chuẩn bị yếu. Có nghĩa là em chuẩn bị cả 5 cái đúng không? Nhưng em sắp xếp không đúng. Chỉ đơn giản là chỉ em mang cái khăn ra làm số 1 để em bỏ trái chuối vô vòng 3 là mọi chuyện perfect. Mọi chuyện nó sẽ vi diệu. Tại sao cho chiếc khăn gió ấm nó liền xuống vòng 5 này? Cái chuyện gì xảy ra với em? Anh tiếc quá. Trời ơi, em có biết nếu em mà sắp xếp đúng thứ tự, em sẽ là ngôi sao của chương trình. Lần đầu tiên có một bạn trẻ mang cái hài. Đây là hài sân khấu nha. Đây không phải là hài thiếu nhi hay là hài kiểu mà sinh hoạt nhẹ nhẹ chọc cười. Đây là hài sân khấu chuyên nghiệp, có đầu tư. Ban tổ chức tặng cho em 5 triệu, nhưng mà số tiền đáng lý em được nhận là 150 triệu, là số 15 đúng không? Vậy thì anh Thành còn chờ gì nữa, và Diệt Hương mỗi đứa tặng cho em 5 triệu. Em vẫn yên ngang đem về số 15 đúng không? Cũng có số 1 và số 5. Rất cái số 0. Rất số 0. Rất đúng số 0 thôi. Đồng ý không? Đồng ý. Vô. Dạ. Hai người thôi coi như đàn anh đàn chị của em đi. Chào đón em bước vào nghề của anh chị. Cảm ơn hai anh hai ạ. Giỏi lắm kìa. Quá giỏi. Quá giỏi. Rất là giỏi. Đây là một trong những người mà tôi cảm thấy tôi cảm ơn bạn, tôn trọng nghề nghiệp tôi làm đâu ra đó. Và khi chương trình gặp lại gala của Thách Thức Danh Hài sẽ có những điều đặc biệt như vậy. Nếu bạn xuất sắc, không phải chương trình đâu, còn hai đứa chúng tôi me sẽ tặng quà cho những người như thế này. Và một lần nữa tôi phải khẳng định, đây là Tấu Hài. Thưa quý vị, những gì quý vị cho Tấu Hài là như thế này là như thế kia thì tôi không biết, quý vị có thể xem sao cũng được. Nhưng tôi cũng khẳng định, cái quý vị vừa xem vừa rồi tại chỗ này, đây
là tấu hài cao cấp của chúng tôi đây. Vâng. Cảm ơn em. Được này, anh tiền. Khi một trong hai danh hài tươi cười